Rồi, xin chào tất cả các chị yêu ha. Em đang lên cho mình mã đầm suông DS65. Và em này sẽ là đầm suông von hàng có hai lớp giùm em. Cái tông màu phối rất là đẹp nè mấy chị nè. Tông màu đỏ, đen và xám nha mấy chị nha. Và mấy chị nhìn giùm em cái hoa hồng ở bên dưới. Trời ơi, cái hoa hồng ở bên dưới rất sang. Nhìn rất là nét căng và tỉ mỉ luôn. Em này của em thì cổ sẽ đi viền cho mình vào nút bọc rồi mấy chị nè. Đấy, sang chưa? Cổ tim, nhưng mà không phải là cổ tim thẳng xuống như bình thường, mà là cổ tim cách điệu, nó sẽ ngọt ngào cho mình hơn. Có tay cho mình ha. Dây kéo ở bên hông mà mấy chị nè, dây kéo bên không phải, đằng sau thì như thế này. Đây, form đầm dài suông vừa đẹp, che khuyết điểm, có size chạy từ 45 cho đến 75 kg, mình thoải mái chốt đơn. Mã đặt hàng là DS65 và giá của sản phẩm này hôm nay em sale thẳng từ 470 còn 399.000 cho tất cả các chị đặt hàng bên dưới. Thì mấy chị mình nhanh tay đặt hàng giùm em bằng mã sản phẩm kèm chiều cao cân nặng nhé. Đầm này còn có hai túi nữa cho nên mấy chị rất là cảm thấy rất là mặc rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Rồi, chị nào chốt đơn thì để lại cho em mã sản phẩm bên dưới với hưởng mức giá ưu đãi là 399.000 và miễn phí ship toàn quốc với chị yêu nha.